Những chuyến tàu cuối cùng của năm cũ luôn đem đến những cảm xúc thật đặc biệt. Đó là sự vỡ òa trong chờ mong của những người thân sau một năm xa cách, là cảm giác hối hả để kịp về cùng giao thừa. Và cũng đằng sau những cuộc hội ngồi trên sân ga là những con người không thể đón Tết ở gia đình do đặc thù công việc. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sân ga Huế ngày 30 Tết. Chỉ ít phút nữa thì chuyến tàu SE38, chuyến tàu cuối cùng của năm Mậu Tuất từ Sài Gòn sẽ cập bến ga Huế, mang theo tâm trạng bồn chồn của những gia đình đang chờ người thân. Có những gia đình ở xa, thậm chí đã khát gọi đến sân ga từ khá sớm với hy vọng đoàn tàu nhanh lăn bánh để gặp mặt những người con, người cháu của gia đình. Nghe mua vé mà về Tết kia là mừng lắm, trốn cho rồi mà thấu mà về. Vậy 5 giờ sáng chứ, đầy đáy vô là 6 rưỡi. Có chứ mua mì chuẩn bị cho cháu nè. Trong khi đó, đối với nhiều hành khách, sự hào hức là điều hiện rõ trên gương mặt của những người con xa xứ. Khi đêm nay, bên tiếng pháo giao thừa, họ sẽ được hưởng niềm vui sum họp bên người thân và bạn bè. Đối với họ, chắc chắn không khí rộn ràng này cùng những cảm xúc khó tả giữa sân ga vào ngày cuối năm sẽ là câu chuyện thú vị để chia sẻ với người thân trong những ngày đầu xuân. Cả năm đi làm cả năm và mới về quê thì có nhiều cảm xúc lẫn lộn đó. Thì mong muốn thì về ông bà cha mẹ được mạnh khỏe đó, cả nhà đoàn tụ cuối năm xung vầy là vui là. Giữa niềm vui hân hoan đoàn viên của nhiều gia đình, đâu đó có những đóng góp thầm lặng của những người phục vụ công tác điều hành chạy tàu như anh Trường. Từ nhiều năm nay, việc đón Tết xa gia đình dường như đã quen thuộc đối với những người như anh Trường. Tuy nhiên, gạt lại những cảm xúc cá nhân, anh cùng đồng nghiệp vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mang Tết đến với mọi nhà thông qua những chuyến đi thường lộ bình an. Nói chung thì đặc thù nghề thì cũng phải chấp nhận đấy. Thì nói chung là mình nỗi buồn của mình thì nhưng mà mình cũng tạo cho niềm vui cùng mọi người, có thể là đưa đón toàn bộ những người từ Nam ra Bắc để cuối cùng là họ chung vầy. Nói chung mình năm mới kỷ hợi thì mình cũng mong muốn là trong công việc là luôn luôn suôn sẻ, chung là mọi người là trong mọi người luôn luôn là sức khỏe hay là đảm bảo được an toàn nhà tàu, như là các công nhân lái tàu luôn luôn là giữ vững được tay lái để đưa đón những người dân là đi đến nơi về đến chốn, như vậy là thấy vui rồi. Sau một năm với nhiều vất vả lo toan, Tết Nguyên Đán là mùa của đoàn viên, mùa của những chuyến đi với thật nhiều ước vọng trong năm mới. Những chuyến tàu cuối năm rồi đây lại tiếp tục rời sân ga để đi đến những miền xa, nơi có những người thân đang dang rộng vòng tay, chờ những người con xa xứ trở về.